Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Xin mời quý vị nghe tiếp phần thứ ba truyện dài Tiếng Hờn Chân Mây của cựu Trung úy Biệt Động Quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cố nhà văn Trần Thi Vân. Xin được phép bắt đầu. Tôi cầm sắp giấy đã thăm kim, đổi màu, đọc từng chữ năm 1954 sau 9 năm chiến đấu chống ngoại xâm, dân tộc Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam phản bội, phải chấp nhận hiệp định Geneva chia đôi đất nước. Miền Bắc dưới quyền thống trị của độc tài cộng sản, miền Nam là đất sống tự do của người quốc gia. Tiếng súng tạm ngưng gần 6 năm. Ngày 20 tháng 12 năm 60, Đảng Cộng sản Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế đem chiến tranh xâm lăng miền Nam Việt Nam ròng rã 12 năm nay, quân đội và nhân dân đã hy sinh xương máu để chống lại cuộc xâm lăng ấy với sự giúp đỡ của các đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ. Sự hy sinh của quân dân ta rất to lớn, không lịch sử nào viết cho hết, hy sinh cho chính nghĩa dân tộc hy sinh cho quyền được sống trong tự do hòa bình của thế hệ này và của thế hệ mai sau bây giờ khúc quanh lịch sử đang hiện ra trước mắt Cuộc chiến đang đi vào giai đoạn kết thúc, khởi đầu bằng một hiệp thỏa hiệp ngưng bắn là những người đau khổ nhiều vì chiến tranh, chúng ta khao khát hòa bình hơn bất cứ ai. Khao khát ấy đã trở thành sự khao khát của thể xác. Vì vậy, ngưng bắn phải là một tin mừng, bởi lẽ ngưng bắn là bước đầu tiên để chấm dứt chiến tranh để có hòa bình nhưng vấn đề không giản dị như vậy, như mọi người đã biết, cuộc chiến tranh mà quân dân ta phải đứng đầu ròng rã 12 năm nay là một cuộc chiến tranh xâm lược do cộng sản quốc tế phát động và do cộng sản Việt Nam thừa hành, Rồng rã 12 năm nay quân dân ta chiến đấu gian khổ là để cho miền Nam này không rơi vào vòng nô lệ của cộng sản. Vậy thì một cuộc ngưng bắn chỉ có ý nghĩa dân tộc nếu nó không đưa miền nam này rơi vào vòng nô lệ của cộng sản hiện giờ chúng ta chưa biết rõ nội dung thỏa ước giữa Hà Nội và Hoa Kỳ về vấn đề Việt Nam và Đông Dương. Chúng ta chỉ được biết một đàn là bản văn chính điểm do Hà Nội công bố ngày 26 tháng 10 năm 1972 và một đàn là những lời minh sát của tiến sĩ Kissinger trong cuộc họp báo giải thích của ông trưa ngày 26 tháng 10 năm 1972 cứ tạm cho rằng sự thật phải được tìm giữa hai lập trường ấy nhưng chắc chắn căn bản sẽ không thay đổi. Vì vậy, chúng ta có lý do để khẳng định rằng nếu đem thi hành thì thỏa hiệp ấy sẽ có lợi cho phía cộng sản chứ không có lợi cho phía chúng ta. Cho nên, việc chúng ta đòi hỏi những bảo đảm tối thiểu trước khi ký kết là một điều dĩ nhiên những cái bảo đảm ấy phải được thực hiện trong những điều kiện có thể gọi là tiên quyết sau đây quân đội Bắc Việt phải rút toàn bộ ra khỏi miền Nam vùng phi quân sự phải được duy trì và tôn trọng miền Nam Việt Nam chỉ có một chính quyền hợp hiến hợp pháp và là chính quyền hiển hữu đó là lập trường nguyên tắc ông thiệu đang nỗ lực nói lên lập trường nguyên tắc ấy chúng ta không thể nào không đồng ý với ông nhưng cái vấn đề đặt ra cho thượng viện ngày hôm nay không phải là thảo luận để tìm kiếm một thái độ thuận lý bên vực một lập trường nguyên tắc với những đề nghị của Việt Nam Cộng Hòa và của Hoa Kỳ ngày 26 tháng 1 năm 1972, vớt nhất là với đề nghị ngày 8 tháng 5 năm 1972 của riêng Hoa Kỳ không bị Việt Nam Cộng Hòa phản đối, lập trường nguyên tắc ấy đã bị bỏ rơi, bánh xe thực tế quay một cách nghiệt ngã và không đi trở lại. Thực tế có cho phép chúng ta chống lại thỏa hiệp ngân bắn hay không? và nếu chúng ta bó buộc phải chấp nhận bản thỏa hiệp mà Hà Nội đã đưa ra qua đài phát thanh của họ ngày 26 tháng 10 năm 1972 vừa qua lẽ tất nhiên với một sự thay đổi thì chúng ta sẽ chuẩn bị đối phó như thế nào có hai giả thuyết giả thuyết thứ nhất chúng ta phải chống giả thuyết thứ hai chúng ta phải chấp nhận giả thuyết thứ nhất chúng ta chống vấn đề đặt ra chúng ta liệu có thể bắt hoa kỳ phải theo quan điểm của chúng ta hay không có thể chắc chắn là không bởi vì hoa kỳ phải giải quyết chiến tranh việt nam với mọi giá chiến thắng cộng sản bằng quân sự đã không còn đặt ra cho hoa kỳ từ sau tết mậu thân người hoa kỳ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương thuyết để có thể rút chân ra khỏi việt nam và đem tù binh về đó là một trong những cái vấn đề nội bộ chính quyền Nixon phải giải quyết trong những tháng đầu của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Hãy nghe Tiến sĩ Kissinger tuyên bố ở phần kết luận cuộc họp báo ngày 26 tháng 10 năm 1972 rằng với thái độ ấy, chúng ta, tức là Hoa Kỳ, hy vọng đem lại hòa bình và thống nhất cho nước Mỹ. Hãy nghe cho rõ hòa bình và thống nhất cho nước Mỹ, chứ không cho nước Việt Nam trong trường hợp chúng ta chống thỏa ước ngừng bắn với những điểm căn cứ đã được tiết lộ, thì Hoa Kỳ sẽ làm gì? Chắc chắn Hoa Kỳ sẽ ký kết hòa bình riêng với Hà Nội. Đại cương chúng ta có thể ước tính được rằng Hoa Kỳ sẽ chấm dứt oanh tạ và phong tỏa Bắc Việt. Hoa Kỳ sẽ không còn trực tiếp tham chiến ở Nam Việt Nam bằng lục quân, hải quân, không quân đổi lại hà nội sẽ phóng thích tù binh của hoa kỳ như vậy có nghĩa là chiến tranh ở đây vẫn còn tiếp tục chúng ta những người không thể chấp nhận hòa bình nô lệ những người không chấp nhận một cuộc ngưng bắn tuổi nhục sẽ đơn độc chiến đấu với cộng sản trong cuộc chiến đấu này chúng ta hãy lạc quan mà tin rằng hoa kỳ sẽ không bỏ rơi miền nam việt nam chúng ta hãy lạc quan mà tin rằng hoa kỳ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế để chúng ta đương đầu với cộng sản việc hoa kỳ đang vội đổ thêm vũ khí vô đây nếu không phải là một bằng chứng thì cũng là một dấu hiệu mặc dù chúng ta cũng phải cầm chắc rằng số lượng viện trợ quân sự và kinh tế ấy tất sẽ giới hạn không dồi dào như từ trước thế nhưng chúng ta cũng tạm lạc quan mà tin rằng trong bối cảnh thế giới mới trong những cái quan hệ mới giữa hoa kỳ nga xô trung cộng thì mạc tư khoa bắc kinh cũng sẽ giới hạn viện trợ quân sự kinh tế cho bắc việt và cho bọn tai sai mặt trận giải phóng miền nam trong những điều kiện trên chúng ta cứ lạc quan mà nghĩ rằng cán cân lực lượng sẽ nghiêng về chúng ta ít nhất là trong hiện trạng về bộ máy quân sự của cộng sản đã suy nhục nhiều từ hơn 6 tháng nay nhất là sau khi họ xua quân công khai xâm lăng miền Nam ngày 29 tháng 3 năm 1972 vừa qua trái lại bộ máy quân sự của chúng ta từ 6 tháng nay đã được tăng cường nhiều lớn mạnh nhiều ít nhất theo lời giải thích và tuyên truyền của chính phủ về phía nhân dân thì như thế nào chúng ta phải tạm tin vào những con số mà chính phủ vẫn thường riêu rao kiểm soát được 99% dân số, 98% đất đai và nhất là 94,36% cử tri bỏ phiếu cho vị tổng thống ngày 3 tháng 10 năm 1971. Tương quan lực lượng đã rõ rệt, cộng sản yếu ta mạnh nhưng trong cái yếu của cộng sản có mầm móng cái mạnh do khả năng khắc phục sự khó khăn do tổ chức và do lãnh đạo của họ và trong cái mạnh của ta đã có sẵn mầm móng cái yếu do sự bất lực không khắc phục nổi khó khăn do tổ chức lỏng lẻo và nhất là do lãnh đạo quá tồi tệ bởi vậy, trong trường hợp chống lại bản văn ngưng bắn, tiếp tục chiến tranh một mình, vấn đề căn bản của chúng ta vẫn là chính đốn tổ chức và cách cải thiện lãnh đạo, hoặc tốt nhất là thay thế lãnh đạo. Trong giả thiết thứ hai, chúng ta bắt buộc phải chấp nhận một hiệp định với nội dung đã được tiết lộ qua đài phát thanh của Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 1972 và được xác nhận một phần bởi tiến sĩ Kissinger. Những gì sẽ xảy ra điều chắc chắn căn bản hiến định của chế độ này không còn nữa và cả cái thế hợp pháp của chính quyền này không còn nữa vấn đề được đặt ra sẽ là sự hữu hiệu của một chính quyền thực tại của quốc gia dù chính quyền ấy là chính quyền nguyễn văn thiệu hay không nguyễn văn thiệu sự hữu hiệu ấy căn cứ trên mực độ kiểm soát quần chúng tại đô thị và nông thôn đồng thời trên khả năng và sự nhất trí của quân đội hai sự hiện hữu ấy cần được thể hiện gấp bằng những biện pháp cấp bách trước khi nói đến các chương trình dài hạn thế nhưng hai căn bản hữu hiệu ấy lại hoàn toàn tùy thuộc vào lãnh đạo từ mấy năm nay và đã nhiều lần tại diễn đàn này tôi đã nói về lãnh đạo nhiều người đã nói về lãnh đạo cụ thể hơn nói về tổng thống nguyễn văn thiệu lãnh đạo có ba yếu tố căn bản là quyền lực quyền bính và quyền uy nền tảng của quyền lực là sức mạnh sức mạnh quân đội sức mạnh cảnh sát nền tảng của quyền bính là luật pháp quốc gia nền tảng của quyền uy là sự kính nể của quần chúng đối với người lãnh đạo nhưng trung tướng nguyễn văn thiệu có những gì trong ba yếu tố đó về quyền lực tạm gọi trung tướng thiệu có một triệu quân đội một 125.000 cảnh sát, 4 triệu nhân dân tự vệ, trong đó có 500.000 được trang bị vỏ khí. Nguyên Bính, tướng trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã mất. Mất vì ông đã không thi hành nghiêm chỉnh luật pháp quốc gia, trong đó có hiến pháp. Trong bài nói chuyện ngày 24 tháng 10 mới đây, ông đã nói nhiều đến cái thế hợp pháp chính quyền hiện hữu. Ông đã nói đến luật pháp quốc gia, ông đã nói đến hiến pháp. Nhưng hiến pháp đó, luật pháp quốc gia đó và cái thế hợp pháp đó, ông có tôn trọng hay không? Chúng ta phải trả lời là không. Ai cũng biết, 7 năm nay, hiến pháp và luật pháp quốc gia đã bị chà đạp như thế nào. Chà đạp bởi ngay người cai trị, những thí dụ không thiếu, điển hình cuộc bầu cử ô nhục ngày 3 tháng 10 năm 1971 với sự đồng lõa của tối cao pháp viện đã từ nhiệm rồi vụ cướp quyền lập pháp vào trong đêm 27 tháng 6 năm 1972 vụ ném lựu đạn vào giữa phiên họp thượng viện ngày 23 tháng 9 năm 1972 rồi các sắc luật nhân danh cái gọi là luật quy hủy quyền ấy là chưa nói đến những cái sắc lệnh của chính phủ đưa ra các biện pháp chế tài đối với các vị dân cử ở địa phương như nghị viên hội đồng tỉnh, nhân viên hội đồng xã, ấp. Những cái sắc lệnh ấy hoàn toàn trái hiến pháp. Tôi sẽ không nói nhiều vì sợ mất thời giờ của quý vị. Tôi họ chỉ nói rằng quyền bính là căn bản của người cai trị nhân danh để có quyền sử dụng quyền lực trong việc duy trì luật pháp quốc gia. Nhưng cái đó chính là người cai trị không tôn trọng cho nên có tình trạng loạn pháp như ngày nay mà nạn nhân là dân chúng. Thời đại ông Nguyễn Văn Thiệu là cái thời đại hỗn loạn nhất, vô trật tự, vô pháp luật. Điều đó lịch sử đã ghi nhận rồi. Quyền lực, quyền bính, quan trọng và quan trọng nhất vẫn là quyền quy. Quyền quy là gì? Phía người lãnh đạo là khả năng phía quần chúng là sự tin tưởng rằng lãnh đạo có thể giải quyết các vấn đề lớn của cộng đồng theo chiều hướng có lợi cho cộng đồng khả năng chưa đủ lãnh đạo còn phải có phẩm cách thử hỏi nhà cầm quyền đương thời có hai yếu tố khả năng phẩm cách hay không bảy năm đã trả lời rằng không bảy năm bất lực trên mọi bệnh viện nhất là về kinh tế an ninh xã hội bảy năm bất xứng vì thiếu thành tính và nhất là vi phạm tham nhũng Ông Thiệu đã nuôi dưỡng tham nhũng, sống trên lưng tham nhũng, tham nhũng trong quân đội, trong chính phủ, trong các cơ quan công quyền, tham nhũng làm lỡ loét chế độ tới xương tủy, từ trên xuống dưới, hồi thối nồng nặc. Chính vì vậy mà quân chúng không kính nể lãnh đạo, chẳng những thế còn coi thường, khinh khi, còn giễu cợt. Chính vì vậy mà 7 năm lãnh đạo thiếu hẳn yếu tố quyền huy, nghĩa là thiếu cái thế chánh đáng chính vì vậy mà bảy năm nay á tại miền Nam Việt Nam không có lãnh đạo người ta lập luận rằng dù sao ông thiểu cũng là người chống cộng lúc này chống cộng là mục tiêu lớn nhất của quốc gia nhưng chúng tôi xin khẳng định ông Thiệu đánh cộng giết cộng chứ không có chống cộng cũng như một người ngồi trong căn nhà suốt ngày vỗ rùi đắp rùi hai bàn tay nhoe nhét máu trong khi đó thì các ổ ruồi mũi là phân bón rác rưởi vẫn ngập ngụa trong nhà người ấy cùng với vợ con ăn ngủ ngay trên các đống rác ngay trên đống phân ông thiệu đánh cộng giết cộng nhưng ông đã vô tình nuôi dưỡng cộng sản bằng tham nhũng bất công bất lực và bằng sự phá hoại cái thế hợp pháp của chế độ này như vậy có phải là chống cộng hay không tóm lại miền nam đứng trước hai con đường hoặc chống cọ lại mọi hiệp định ngưng bắn ô nhục chấp nhận chiến đấu một mình với cộng sản hoặc phải chấp nhận hiệp định ngưng bắn ấy chấp nhận đấu tranh chính trị với cộng sản trên cả hai con đường miền Nam này cần một lãnh đạo theo đúng nghĩa của nó. Nếu không, ngài thua trận sẽ không xa. Bài phát biểu của nghị sĩ Nguyễn Văn Chức làm tôi xốn sang trong lòng. Tôi áp vào ngực sắp giấy đánh máy đã thâm kim với những vết loang ẩm mốc cố dỗ giấc ngủ như để chạy trốn thực tại. Chương 7 đạn lòng. Sau mấy hôm tá túc, tôi rời khỏi khu số 4 Đà Lạt, thành được phép bác sáo tháp tùng theo giúp tôi xuống lập nghiệp tại phú hội như dự định và gửi tôi ở tạm nhà một người bạn tốt bụng của anh những ngày đầu cứ mỗi buổi chiều khi mặt trời sắp lặn tôi đến làm vài công việc cho ông bà đắc một gia đình khá thân quen do chị nhung giới thiệu từ năm 1971, trước lúc tôi lên đường hành quân Lam Sơn 79 Hạ Lào, nên đỡ khổ cho thân phận lạc loài còn chân ướt chân ráo nơi xứ lạ này ngôi nhà ông bà đặt khá rộng hai ba căn cái ngang tường gạch lợp ngói cái dọc vách ván che tôn nằm âm u giữa vườn cây đủ loại hoa màu phần hành tôi rất nhẹ thích hợp với cơ thể tàn tật lại được hậu đãi là chỉ lo đóng kín các cánh cửa chung quanh khi màn đêm buông xuống và chờ bầy gà về chuồng để đếm từng con thiếu thì đi tìm hồi xưa từng là cấp chỉ huy nhờ cái uy tôi điểm danh đơn vị dễ dàng bây giờ hết lửa gặp đàn gà hàng trăm con trống lẫn mái ghét nhất là đám vừa nở liêu chiêu lích chích vô kỷ luật chạy tán loạn và ỉa vải tùm lum vất vả lắm tôi mới trấn áp được chúng Xong bà đắt cho tôi một lon gạo với mớ khoai khô. Vì xa cơ thất thế, tôi làm kiếm gạo nuôi gia đình. Chứ ngao ngán thật. Ngao ngán không đâu, tôi còn chịu nhiều tuổi nhục. Hằng ngày thấy đủ hạng người. Bọn cán bộ thì thường xuyên lui tới buông những cái lời bóng gió mỉa mai lắm lúc họ nói thẳng tôi là tàn dư ngụy mỹ ngụy có cái quá khứ tội ác đầy nở máu nhân dân mấy cái cụm từ này tuy nghe quen thuộc tôi vẫn thấy nhức nhối cay đắng cổ họng phần đông cái lũ ngốc nghếch đó mới tập kết về đã từng là, là đồng chí thân cận với ông đắc và hồ ngân hiện là chủ tịch ủy ban quân quản đà nẵng hồi còn hoạt động kháng chiến chống pháp ở hội an quảng nam mặt mũi ai thì cũng mậm trợn đầy sát khí lối ăn nói thì rập khuôn theo một thứ ngôn ngữ ngược ngạo mang trá hay là khoe khoang khoác lá như là lục xúc tranh công đánh mỹ cứu nước trước cái sự khinh bạc ấy ông bà đắc vẫn làm lơ không một lời biện bạch ngài mấy người con trai trong nhà hnl hp và hát thi mới ngày nào còn gọi tôi bằng anh rất là thâm tình ngọt liệm, nay cũng trở mặt lạnh nhà ngoảnh mặt vì họ đã thoát ly gia đình theo cách mạng tội nghiệp dù chỉ là một thứ cách mạng 30 đợt chạy theo sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhưng họ học cái thói gian xảo rất lẹ không kém bọn cộng sản chánh thống HL làm tới chức thanh tra của bộ phận giáo dục tỉnh Lâm Đồng hát phi thì chủ nhiệm hợp tác xã phân bón đà lạt hát ti thì cầm đầu đoàn thanh niên hồ chí minh ở huyện đơn dương chưa kể bà đắc là tổ trưởng cái tổ mẹ chiến sĩ giải phóng quân xã phú hội độc nhất là đám cách mạng 30 này chỉ có cô em á, thi ti là không thoát ly còn kịp thoát thân chạy theo chồng là cụ trung tá phê một viên chức phủ tổng thống nguyễn văn thiệu qua canada tị nạn tất cả đều hăng hái tham dự mọi sinh hoạt hội họp liên miên những cái tháng năm đau đầu dưới gót giày quân bắc việt đời sống hàng ngày của tôi quá bất ổn bởi khác biệt chính kiến rồi gia đình nhỏ bé ấy tự nó chia ra hai khuynh hướng rõ rệt để kèn cửa nhau từ khi miền nam sụp đổ trong cuộc đấu tranh mới, hai bên tranh trận không phải dùng tới các loại vũ khí hiện đại tấn kích đối thủ cho thịt nát xương tan, mà họ chỉ tiến công bằng một thứ đạn lòng. Nó vô hình mà độc đốt cháy cả tâm can con người. Họ cũng áp dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung cài chốt, phỉnh dụ. Lực lượng đôi bên lại chênh lệch, mình tôi chống năm những kẻ a tòng với lũ vô nhân biến gia đình thân yêu thành bãi chiến trường bà tàn bạo hơn bao giờ hết tội nghiệp ông đắc không phải do bản chất chỉ vì trào lưu lôi cuốn đành tiếp tay kẻ thù để được tin dùng lý lịch cá nhân trong sạch chưa đủ còn phải có quá trình hoạt động là nhúng tay vào pháo rối cái sự trị an của chính phủ việt nam cộng hòa nên ông viết đi sửa lại từng chi tiết các chiến công ma đánh cho mỹ cúc nguỵ nhào hằng ngày ông xúc sắn tham gia các công tác mà công tác nào cũng nhằm mục đích là bằng cùng hóa nhân dân tận diệt tư sản tịch tua nhà cửa, máy móc, xe cộ, rồi đầy đọa họ vào vùng rừng sâu nước độc, khai sơn phá thạch, làm cái vùng kinh tế mới để biến sỏi đá thành cơm. Chúng còn thường xuyên phát động các chiến dịch bươi móc, tố khổ gắt gao, làm tanh ba gia bại sản những ai đã phục vụ chế độ cũ, hầu đoạt vợ lấy con của nạn nhân. Đó là công tác cách mạng của mấy cha con ông Đắc cộng sản miền bắc áp dụng chính sách trả thù bỉ ổi đồng bào miền nam tàn bạo hơn thái thú tu định giặc tàu ngày xưa bắt dân việt mò châu đáy biển tôi đã chứng kiến nhiều buổi họp cấp xã từ dựng chuyện phê bình kiểm thảo lôi cái đời tư của những người không tuân theo chủ trương đường lối nhà cầm quyền ra hạ nhục chí đến các tòa án áp chế nhân dân được tổ chức lưu động tại huyện đức trọng luật lệ lệ tùy hứng của cách mạng cũng có một điều khoản rất tình người hơn cầm thú nhiều là hậu đãi tử tội bữa ăn cuối cùng ngay bên miệng huyệt trước khi nổ súng kết điểu đời họ tôi đã thấy bao lần ở pháp trường được thiết lập nơi nghĩa địa đối diện thác gura kế nhà tôi nước mắt kẻ sắp bị hành quyết rơi lả chả như mưa bên cạnh một dĩa cơm với miếng thịt gà nuốt không nổi đang lúc đó, những người đúng xung quanh bị suối dục đồng thanh la hét có nhịp điệu cho tới khi những tia máu phọt ra từ các lỗ đạn trên ngực, trên đầu nạn nhân. Thời buổi thượng cám hạ vàng, h mới lên chức thanh tra ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng sau một khóa tu nghiệp chính trị tại Tùng Nghĩa. Cuối tuần, h một lần về nhà. Trước thanh ra, xào thanh toán bất cứ ai trong nhà ăn nói phản động và giở giọng ca ngợi chủ nghĩa xã hội của những người văn minh sáng tạo. Một hôm gặp dịp có chị Thùy Nhung ở Sài Gòn lên chơi, hát eo ốc hứng, kể một câu chuyện đọc trong sách xuất bản ngoài Bắc sau trận đánh một cái anh bộ đội bị lạc ở trong rừng khi tới một cái ngã ba đường mòn anh phân vân chưa biết rẽ hướng nào lọt vào tay địch Chợt có nhớ bài học qua đảng dạy anh liền cúi xuống ngửi dưới đất từng cọng cây chiếc lá thì nghe mùi dép râu lẫn mùi mồ hôi của các đồng chí trên nó lối phải còn bên trái hoa lá cạnh sơ sát gãy đổ chứng tỏ vô cái bộ ngụy đi càng anh quyết định quẹo phái quả thật anh gặp lại cái đơn vị an toàn kể xong hát eo đắc ý khen anh bộ đội thông minh ghê chị nhung buộc miệng Hư, thông minh quá đi chứ chú bộ đội ngoan á của bác hồ đánh hơi tài thật à nếu mà có ở đây á, chắc chú ngửi cái ghế này á, là biết ngay cái mùi đàn ông á, hay là mùi đàn bà vừa mới ngồi nghe vậy ai cũng cười à rầm lên riêng cái ông thanh tra ngành giáo dục thì muốn độn thổ nhưng con bà dì hai của tôi có sáu anh chị em ruột hai trai bốn gái ông anh cả chết từ lâu anh kế chị là dương văn phi tập kết ra bắc được qua nga học tốt nghiệp phó tiến sĩ về dạy tại đại học tổng hợp hà nội số còn lại là các em rể chị gồm có trần ngọc xuân phan quang ân đều là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thời con gái nhờ cha mẹ giàu sang Dương Thùy Nhung, Dương Thùy Hương, Dương Thùy Nguyệt và Dương Thị Tuấn như các tiểu thư thư thành phố Đà Nẵng. Các chị quen sống trên nhung lửa, trong biết gian khổ là gì, cho tới ngày lấy chồng rồi mất nước. Khi giặt về, quê hương tan tác, nhà cửa bị tịch thu, Chồng bị tù đài, mấy chị bắt đầu tơi tả, lạc lỏng, kẻ điệu con lên núi, người trôi giạc biển đông cùng con cái chết mất tích trên đường tìm tự do. Như Dương Thuyền Nguyệt, vợ Trung tá Phan Quang Ân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tiếp Vận, sư đoàn 2 Bộ Binh. Trong ba người, tôi mến nhất là chị Dương Thùy Nhung. Năm 1971, tôi tham dự cuộc hành quân Lâm Sơn 1719 Hạ Lào. Chiến trường rất là ác liệt. Ngày nào cũng có người chết, bị thương, đưa về nằm đầy ở các bệnh viện Duy Tân, Đà Nẵng và Nguyễn Tri Phương, Huế. Vì lo sợ cho tôi, nhưng mong tôi thà sớm gãy chân hay gãy tay để còn được sống. Đọc thư, tôi không buồn trách bởi lẽ hai miền như đã nói đều có người thân cật ruột của chị. Cuộc chiến ở Việt Nam đối với chị Thùy Nhung là một cuộc chiến phi lý, cốt nhục tương tàn, nồi da sáo thịt. Chị cứ khư khư bảo thủ cái quan niệm yếm thế ấy như muốn chủ bại. Một lần, cũng năm 1971, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tái ứng cử. Nhưng vì độc cử nên Phật giáo Đà Nẵng tổ chức biểu tình phản đối, bắt gặp một tên Việt cộng giả thầy chùa mặc áo nâu á, trà trộn sẵn có lệnh tôi dẫn hai trung đội biệt động quân chạy chặn bắt thấy tôi ngang qua trước mặt cửa cây xăng trinh chị vội bước ra chỉ tay vào tôi hét to cậu vân đừng có đụng chạm phật giáo của mình thế mà hai mấy tháng đầu chiếm miền nam cộng sản mất việc cũng chẳng buông tha gia đình chị chúng liền cướp cây xăng trinh cả ngôi nhà lầu ở chợ mới và đuổi hết chồng con chị ra đường đến lúc đó không riêng chị biết bao người khi hiểu bản chất gian manh thủ đoạn của những kẻ marxist thì đã muộn nay lại trôi dạt lên xứ núi này gian khổ không chờ đón gia đình chị gian khổ không những thiếu ăn thiếu mặt mà còn thiếu cả cái tình thương gia tộc bởi lập trường nghiêng ngả theo chủ nghĩa vô thần của ông đắc gây nên cái cảnh hiềm khích đố kỵ đánh mất tình ruột cật Vừa dừng bước chị Nhung đã nghe những cái lời hoàng xiên, ngạo mạn Bữa cơm dọn lên, thấy hắc thi quơ tay đuổi rồi Ông Đắc đang ngồi, vụt đứng dậy bước tới vừa mở toan hai cánh cửa sổ Vừa nói lớn để cho mọi người nghe đuổi đuổi cho hết bọn biệt động quân rất thăng xuống ở biển à xong hai cha con khoái chí cười ha hả hành động ấy gián tiếp xỉa sói tôi biệt động quân là một binh chủng của quân lực việt nam cộng hòa tôi đã phục vụ một thời trai trẻ chị dương thùy nhung chỉ biết nhìn tôi mà ngậm một mối cấm hờn trong củi sắt chương 8 thâm sơn cùng cốc không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành chấp nhận nơi này dựng một căn nhà nhỏ giữa ba sào đất gù ghề lởm chởm đá ong nằm điều hiu một mình ở cuối xã phú hội huyện đức trọng lâm đồng đúng theo dự tính của tôi và thành phát họa trước đây chung quanh phía nam bốn trăm thước hai làng thượng rạch chai và di rong tâm bo dân tình không mấy thiện cảm với người kinh đi đâu họ cũng mang sau lưng cái gùi đàn ông thì cầm xà gạt sắc bén loại dao cán dài hướng bắc gần nhà là một khu nghĩa trang khá rộng được dùng làm pháp trường để án nhân dân đem vào xử bắn dài dài những kẻ đối kháng trước mặt bên kia quốc lộ 20 cũ, con sông Đa Nhiêm khởi nguồn từ quận Đơn Dương chảy xiết về tỉnh Đồng Nai, khi ngang đây thì đổ xuống một trũng sâu tạo thành thác Guga, quanh năm ầm ỉ, bụi nước túng cao như sương mù bao phủ một góc núi. Tháng đầu tôi đến ở Ông Đắc có ghé thăm đôi lần, mà lần nào ông cũng nhắc câu nói của lũ Giang tà theo chủ nghĩa rách bươm của miền Bắc lao động mới là vinh quang lao động làm nên của cải ông đắc chưa mở mắt thấy sự thâm độc của quân cướp nước đẩy dân chúng miền nam vào rừng khai sơn phá thạch dĩ nhiên phải ráng sức lao động đầu tắt mặt tối mới có ăn trong khi bỏ hết nhà cửa đất đai ở thành phố cho bọn đói rách từ xào huyệt đảng của chúng đến kiếm cứ Miền Nam vốn giàu có, bản chất con người không có đố kỵ, không ganh ghét những ai khá hơn, nên dễ mắc mưu bọn thủ đoạn, phản phúc. Khi yếu thì cuối mình tự xưng, em, em, lúc mạnh trở mặt ngay, chúng tao, chúng mày. Ông Đắc chưa mở mắt nên chưa thấy cái nhận nham hiểm của cộng sản bắc việt đưa nhiều đoàn thanh niên nam nữ vào nam trồng cây gây rừng là cái hình thức dò tìm những cái vùng đất màu mỡ cho thân nhân chúng vào cắm dùi không riêng miền quê mà các phố phường cũng vậy đều có sự hiện diện của lũ sấm lược ngự trị chỗ tốt thừa biết ý đồ bất nhân ấy tôi không nản chí với đời sống gian khổ nơi thăm sơn cùng cốc này. Rồi hằng ngày sau khi đã mướn người cuốc, tôi lết quanh nhà xới đất, trồng khoai, tỉa bắp, những cái công việc mà từ thuở cha sanh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ đụng tới. Đôi khi nhờ dầm mưa, giải nắng, qua bao tiến trình rừng rú do cái đảng của thay ma ba đình chủ trương biến sỏi đá thành cơm, tôi được đền bù các bác nông dân làng hàng xóm thương tình giúp đỡ mà cũng ngao ngán cho tôi hoa màu thì le te không lớn nổi cỏ dại chằng chịt và hạn hán kéo dài ruộng vườn nứt nẻ trong lúc nạn đói đe dọa thì đêm Noel đầu tiên năm mất nước một bọn thượng thuộc nhóm cơ tin ở rờ chai vào dĩa súng lấy hết tiền bạc quần áo khiến gia đình tôi khốn đốn vụ cướp tuy không đáng kể nhưng nạn nhân là người tàn tật nên làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao có cả tiếng bất tiếng chì cho rằng tôi đem của cải tiếp tế phun rô tàn quân chế độ cũ đang hoạt động trong rừng phía đông thác guga đã mất của còn rắc rối công an huyện đức trọng nhân lúc tới lập biên bản gặng hỏi lung tung lai lịch tôi ngày xưa làm như chính tôi là thủ phạm cứ đôi ba hôm họ tới lần này tôi biết tên và cấp bậc của tên công an là trung úy cẩn hắn khai thác anh có thật mất độ không tôi tỏ vẻ thân thiện và xen lẫn thái độ ngang ngạnh hầu đánh tan sự nghi ngờ tôi ở nơi vắng vẻ này có mục đích liên lạc cung cấp tin tức cho thành phần đối kháng tôi đáp tự nhiên tôi dựng chuyện à cẩn nói chúng tôi đang tiến hành việc tìm thủ phạm anh chớ cứ đi đâu xa anh vừa vô cái sở cà phê phi vàng phi gì vậy vì có người thượng có người nói cái thằng thượng cơ tin làm mướn trong đó Mất cửa tôi nóng lòng đi kiếm phụ với quý anh chứ Công an cẩn bỗng gác ngang chuyện mất cướp của một bên Không có chất vấn điều tra gì nữa Anh ta nhét vội tập giấy vô túi sách da bò Rồi ngước lên nhìn tôi Anh có quen ông Út xây lúa ở trên rờ chai phải không? cẩn đề cập tới Úc và làm tư giật mình Vì nhớ vụ Úc cũng bị thượng đột nhập nhà Sao tháo mấy cái cặp bánh xe không ra Chắc công an quyện nghi Úc cung cấp phương tiện di chuyển cho tàn quân hay phun rô Tôi nói quen vì có thường xây lúa và mua cám ở đó Nhờ anh chút anh xin Úc giúp tôi ít ký gạo Gặp Úc tôi ngại quá à. Tôi thở phào, nhưng lấy làm lạ khi nghe anh đang hành sự quay qua xin gạo ăn, hay là anh dở cái chiêu trước gì đây, chứ lẽ nào mà bi đát dữ vậy. Mới giải phóng mà dơ giác biết bao nhiêu của cải miền Nam đây mà. À, Trung Quý Cẩn, người miền Trung bị mất nõm mấy thằng Cộng sản đầu xỏ bất kỳ rồi. Tôi hỏi nhỏ, bộ thiếu gạo thiệt hả? Vâng, Tiếng văn nghe rất nhỏ, khuôn mặt Cẩn thì như dài ra, vằn vện những đường gân xanh hai bên tròn tráng. Động lòng thương hại, tôi vội phóng lên chiếc Honda và nổ máy. Trước khi rời khỏi nhà, tôi bảo Cẩn, mấy thằng nhóc đi học về, anh nói giúp tôi đến nhà Úc. Gặp Úc, tôi thuật chuyện. Úc liền đông luôn 10 lon gạo khoảng 3kg vào bao cát, xong tôi chạy ù về đưa Cẩn. Anh mừng hết lớn, tôi cũng vui lây, nhân tiện tôi hỏi. Tháng này nhà nước không có phát gạo à? Có, nhưng mà hết rồi. Ăn lẹ vậy? Anh biết cấp bao nhiêu ký mỗi tháng không? Bảo ăn lẹ. Ăn từ từ, vậy mà mới 10 hôm rồi đã hết. Anh Vân quê Quảng Nam hả? Sao mà anh xoay đề tài hay dữ vậy? Đang nói chuyện gạo cơm cái tự nhiên chuyển qua hỏi quê quán. À? Thấy tôi nói tàn tàn cái kiểu tôn tẫn Bọn con cháu bà Nguyên cũng muốn phát khùng Tại cái giọng răng ri mô rứa của anh đó chứ Ừ, quận Hòa Vang Còn anh là dân của Mì Quảng Ngãi Tôi huyện Sơn Tịnh Tôi giả dạ vờ lấy làm vui Reo lên Chả bà anh bà con với tướng Trần Văn Trà rồi Cẩn nheo mắt Bà con cái con khỉ nếu không thì tại sao anh được theo mặt trận giải phóng dân tộc miền nam ngon vậy anh nói ngược rồi mặt trận dân tộc còn vụ đi theo thì hồi nhỏ có biết giải phóng giải lao con mẹ gì tôi đang giữ trâu mấy ông lôi đi nghe cẩn nói tôi không dám cười to chỉ ực ực ở cổ họng mà muốn văng trái khế ra ngoài thấy lôi thôi anh đứng dậy khiếu từ cảm ơn anh vân xin dùm mấy ký gạo tiễn cẩn ra cửa tôi vừa cười vừa lè nhè có người gì đâu kẻ xa cơ giúp người thất thế vậy mà không biết cẩn có hiểu câu nói không anh lặng lẽ ra xe hết công an tới bộ đội chắc vì vụ tôi bị cướp của võ trang nên một đơn vị nhỏ của sư đoàn 304 từ đại ninh cách đây năm cây số phía nam chuyển đến đóng tại xóm thượng rờ chai đêm đêm một trung đội đi tuần hay phục kích vài địa điểm trong vùng nhiều lần họ nằm sau nhà theo dõi gia đình tôi chứ chẳng nhằm mục đích bắt cướp đêm nào nghe tiếng chó sủi nhoi dai dẳng là có vấn đề tôi vẫn tỉnh bơ trong đèn làm việc lặt vặt hay là dạy con cái học hành tới khuya đôi khi tuổi nhỏ tưởng ma vội phóng lên giường trùm kín mền chúng nó đâu có biết trong đêm đen trên quê hương ngày nay ma quỷ chẳng nhầm nhò gì hết có một thứ còn hung tợn độc ác hơn nhiều nếu không có tiếng chó thì mấy đứa con rất hồn nhiên cao hứng hát chơi thai thằng lớn phương và trang chín mười tuổi cứ tụng hoài bài quê em miền trung du cháu giặt về thôn xóm buồn não ruột bé gái sáu tuổi cũng lúc trầm lúc bỏng với cái bản ruột cô gái lái xe trên cạn xe em nhanh tóc em bay nhanh trên sóng biển quê hương tôi là muốn điên lên rình mãi chán có lẽ nghe tiếng hát của tụi nhỏ gợi lòng trắc ẩn nhớ cố hương và nhằm trời tháng ta chạp lạnh lẽo họ gõ cửa xin vào nhà để trò chuyện làm quen hoặc tìm hiểu đời sống của người chiến sĩ biệt động chế độ cũ không chừng làm sao mà hiểu được sáng hôm sau tôi đang di chuyển ở trên hai cái đoàn ngồi để dãy cỏ vùng góc bắp thì toán bộ đội đêm qua ghé vào anh thương binh làm gì đấy? Tôi vừa sắn cái lưỡi xà bách xuống một bụi gai vừa đáp. Không thấy sao, cỏ dại um tùm mà xâm lấn cả hoa màu nè. Nghe câu trả lời nhắc gừng, còn ẩn dụ chấm biếm. Họ im lặng, đứng nhìn quanh một lát, rồi hầm hầm bỏ đi. Tôi đâm lo ngại vì lời nói ấy có thể khiến họ rắp tâm trả đũa. Như một giai thoại lịch sử cuối đời nhà Lý năm 1226. Vì ngao ngán việc triều chính, Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng để vào núi chân tu giáo. Trần Thủ Độ, một đại gian thần lập mưu đưa người cháu tên Trần Cảnh vào hầu hạ, sau thành chồng Lý Chiêu Hoàng, rồi xoán đạt ngôi vua dựng lên nhà Trần. Một hôm gặp Lý Huệ Tông ngồi nhổ cỏ nơi sân chùa, độ bèn nói: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Biết thế nào cũng bị giết." Huệ Tông liền tự vặn đến chiều có ba người khác tới vào thẳng trong nhà tốt này trong vui vẻ không bậm trợn sau vài câu xã giao họ lần lượt giới thiệu tên đơn vị phục vụ phần tôi rút kinh nghiệm sẽ dè dặt hơn tránh đụng chạm một người tin tuất nói nhiều nhất chắc là cấp chỉ huy nhỏ nhẹ địa phương cho hay anh là sĩ quan của chế độ cũ trước 1975. Chúng tôi cần cảnh sát. Nhưng nhận thấy anh thương tật, lo làm anh, không phải người xấu. Có điều không hiểu sao gia đình ở chỗ vắng vẻ thế này. Xa cách sống làng, nhỡ đêm hôm, bệnh hoạn, ai giúp? Những khuôn mặt đối diện còn trẻ mà phong trần thuộc đại đơn vị 304 mệnh danh sư đoàn thép từng tốc chiến tốc thắng trên các mặt trận nội địa cũng như ngoại biên đã bao phen chạm súng với liên đoàn biệt động quân chúng tôi ở vùng 1. Này trước mặt tôi, người chiến bại, họ nói năng từ tốn, dùng cái cụm từ chế độ cũ, không gọi là ngụy. Tự nhiên tôi có sự khoan dung bên hàng ngũ đối phương, đâu phải thể đề thải điều một phường gian ác. Tôi nói, Cảm ơn các anh Ở đây tuy buồn thật Nhưng vẫn còn khá hơn Ở trong vùng kinh tế Sự nhận xét của các anh Những người từng vào sanh ra tử Khác hẳn công an Họ hay thiên kiến về chính trị Với những ai làm việc dưới chính thể miền Nam tôi Cái vụ tôi mất cướp Đêm Giáng sinh vừa qua Trên huyện nghi ngờ tôi đem tiền bạc Tiếp tế cho tàn quân Chúng tôi có nghe thế Họ căn cứ vào đâu và tan quân gì nữa sau một giây ngần ngừ tuất buộc miệng còn bọn thằng phong chúng vẫn ẩn trốn hoạt động ra vào các khu rừng quanh chung quanh đây phong nguyên là tiểu đoàn trưởng 304 địa phương quân tuyên đức con vợ bé nó xinh lắm giữ cái khâu cung cấp thực phẩm thuốc men đặc biệt móc nối người nùng ở Tùng Nghĩa và nhiều nơi khác theo phong nhưng bà đã bị đội đại đội C7 bắt giải ra huyện rồi C7 cũng bắn chết nhiều tên phản động đấy Tuất cho biết tin này vì bốc đồng hay có chủ ý xem phản ứng của dân tôi im lặng những câu chuyện về phong 304 và các nhóm tàn quân phục quốc tôi nghe nói nhiều tôi đã một lần tình cờ thấy tờ giấy sự vụ lệnh viết bằng tiếng pháp dưới mỗi câu được dịch qua tiếng việt ngữ giấu trong đường viền vạt áo của một người nùng làm công cho tôi có bí danh là đa đa do phùng rô cấp hoạt động vùng đức trọng riêng nhân vật thứ hai anh ta đề cập liên hệ tình cảm với ông phong quý danh là gì Tôi không rõ, chỉ thấy cô gái ấy có mái tóc ngắn, tuổi dưới ba người, còn hiên ngang chống lại bạo quyền cộng sản vào những tháng đầu đất nước đen tối nhất khi cả triệu quân miền Nam vừa rã ngủ. Cao quý là vậy, tuy vô danh nhưng có một nhân dáng uy hùng của cô trong lịch sử cô bị bắt tại rờ chài một xóm thượng phía nam thác guga nửa cây số quân thù trói chặt hai tay người nữ chiến sĩ ấy bằng dây điện thoại với các nòng súng dí sau lưng khi giải giao ngang trước nhà tôi buổi mai hôm ấy sao trời buồn ảm đạm may mà có vừng hào quang của nữ kiệt rực lên sáng nay tôi cảm thấy mình quá hèn nhát nỗi ưu tư cũng không để lộ trên khuôn mặt họ đi rồi tôi đờ người suy nghĩ về cô gái tóc ngắn ngày bị bắt cô mặc áo xanh màu nước biển quần dài đen chắc cô phải chịu đựng bao cực hình dã man từ lao tù này đến ngục thất khác hay cô đã chết lâu rồi không chừng còn phong người lãnh đạo một tổ chức kháng cộng tôi chưa một lần gặp chỉ nghe danh từ trước năm 1975 khi anh làm đại đội trưởng đại đội 302 rồi tiểu đoàn trưởng 304 địa phương quân tỉnh Tuyên Đức. Phòng nổi tiếng đánh giặc giỏi và bài trừ du đảng tận gốc, người dân khó quên tấm lòng trung dũng của anh. Điều đó không những anh đã biểu lộ nơi trận mạc thời binh lửa mà còn thể hiện khi đất nước bị cưỡng bách rơi vào một nền hòa bình bất chính bạo ngược của giặc bắc. Theo Thành kể, tiểu đoàn 304 địa phương quân đang hành quân phía nam thì xã Đà Lạt bỗng mất liên lạc với cấp trên. Tìm hiểu, Phong mới biết toàn bộ quân đoàn 2 đã triệt thoái về Khánh Hòa họ âm thầm rút không lệch lạc gì cho anh hay đó là một cuộc lui quân thảm bại nhất dẫn đến sự sụp đổ miền nam phong đưa đơn vị vào đồn điền cà phê phi vàng ở ngã ba phi nôm quận đức trọng rồi rưng rưng nước mắt nói với các binh sĩ thuộc quyền bảo các anh biết toàn thể cấp trên và quân binh chủng thuộc quân đoàn 2 đã rút khỏi cao nguyên, bỏ đồng bào, bỏ tất cả những gì từ lâu ta tốn bao nhiêu xương báo để bảo vệ. Phong vừa nói, vừa ngạn ngào, dưới hàng quân cũng bật lên nhiều tiếng khóc tức tưởi Anh cố nén xúc động. Nay, trước giờ phút lâm nguy, các anh có bỏ tôi thì bỏ, tôi không bỏ các anh. Tôi vẫn tiếp tục chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Ai còn mẹ già, cha dạ vợ con cần chăm sóc hãy để súng đạn lại về lo gia đình một ngày thật đau thương một số các chiến sĩ can trường địa phương quân quyết không quay mà trút bỏ danh dự lẫn trách nhiệm đối với tổ quốc họ vội vã rời khỏi đồng điền cà phê phi vàng giữa đêm đen biệt dạng và khu rừng cũng mờ mịt phía đông mà không hề biết mai này đoàn quân cô độc của mình sẽ ra sao chiến thắng hay chết ở đầu non góc suối không bao giờ trở lại. Mấy ngày cuối tháng chạp, lẽ ra nhộn nhịp như năm trước chuẩn bị ăn Tết, nay im vắng đến rợn người. Chỉ có bọn cầm quyền, cách mạng 30 hớn hở vui đón cái xuân đầu năm 1976 dưới gót giày xâm chiếm của Bắc quân. Hầu hết các cư dân ở đây nghèo sơ xác sau vụ đổi tiền, dè dặt trước tin đồn các lực lượng phục quốc sẽ về phản công, tập đoàn cướp nước và để trừng trị những kẻ tiếp tay giặc hại đồng bào. Sau ba ngày xuân buồn tẻ, mặc dù còn bận rộn việc canh phòng khu vực, đám bộ đội tuất cũng đến thăm và biếu tôi mấy cái bánh chưng vài gói thuốc tam đảo tôi không nghĩ đây là đoàn chính trị hạ cấp nơi những người lính cấp nhỏ chỉ chuyên về trận mạc lần này họ tự nhiên hơn nói năng cởi mở cũng chửi thề luôn miệng tuất không ngần ngại kể cho tôi nghe chuyện tàn quân đã đột kích đánh nát một số cơ sở hành chánh trong khu vực Liên Khương, Tùng Nghĩa đêm 30 Tết vừa qua. Mà tôi có nghe đồn vậy, sự thì khả nhân mạng đối bên thì không ai nói. Tôi vờ thắc mắc, đã gọi là tàn quân thì còn đánh đấm cái gì nữa. Ý tôi muốn nhắc đến một danh xưng nào khác như kháng chiến hay phục quốc chẳng hạn có tính cách lâu dài nhưng anh ta im lặng hoặc giấu không cho dân biết hoặc chưa nắm vững tình hình vì còn mới riêng bộ đội nguyễn bình thì hay thầy lai like cái miệng thường bị chê trách phát ngôn bừa bãi nhất trong đơn vị C7. Hôm nọ, anh ta có thú nhận anh đã một lần đào ngủ, Chuồn về Bắc, nửa đường bị bắt lại, nhốt tại Vinh, nên vắng mặt những ngày sư đoàn 304 Cộng sản tiến chiếm thủ đô Sài Gòn. Bình trề môi, úi giời, nói tàn quân, chứ chúng vẫn còn khả năng đánh dữ lắm nhưng đánh được một lát rồi bỏ chạy thôi một anh khác xen vô vùn cũng thế thường lẻn về các buôn thượng thu thực phẩm vừa rồi có một người giả dạng mục sư ông cha gì đấy trong núi ra nói chuyện phản động ở nhà thờ tin lành ra chai công an huyện xuống không kịp nó vọt mất anh vừa nói vừa chỉ về cái hướng sống thượng, tôi nhìn thấy trên cánh tay anh có xăm một cái hình trái tim màu xanh lục nhưng thiếu mũi tên đâm xuyên qua để biểu tượng tình tuyệt vọng của kẻ yêu mà không được yêu, tò mò, tôi phát giác ra mọi người đều vậy, đặc biệt hơn nữa là giữa trái tim có một hàng số ai cũng giống nhau, tức là 13 12 1972, lấy làm lạ, tôi hỏi, này tài các anh đều mang cái hình trái tim và đề cùng ngày 13 tháng 12 năm 1972 là làm sao? Bộ đội tuất vội đưa cánh tay lên nhìn. Kỷ niệm ngày bị biệt động miền Nam pháo Vùng nào? Tây Bắc Huế. Tôi giật mình. Vậy sao? Chọn nhau ác liệt không? Nguyễn Bình hít một hơi thuốc rồi vừa nheo mắt vừa xen ngang vô trả lời thai tuất ác liệt lắm lúc ấy C bảy nằm trên đồi nửa, đêm bọn lính biệt động mon men đến toan đột kích bị phát hiện trung đội chúng tôi xuống diệt tiêu luôn nhưng chưa kịp kéo lên thì bị đạn chùm cối 81 ly hồng người nùng lạng sơn tướng vạm vỡ da trắng trẻo nãy giờ mãi ngồi đùa giỡn với tuổi con tôi bên cái giường lớn chợ quay qua nói cũng tại các bú cứ lo tìm hộp quẹt máy xếp trong túi xác chết của ngụy làm rút lui trễ nên lãnh sẹo ăn pháo không còn nghi ngờ gì nữa những cái kẻ thù nay gặp nhau tôi phân vân nên không nên tiết lộ tâm tích mình từ lâu đã giấu kín rốt cuộc ham vui thấy không đến nỗi nguy hiểm tôi nói toàn có phải đêm đó giữa mùa mưa các anh áp đảo họ bên bờ suối kết quả thu hai khẩu m16 và một cây con 45 cả đám bộ đội trốn mắt nhìn tôi đúng rồi thế anh có tham dự à tôi cười không những vậy tôi còn là kẻ chỉ huy trận đánh Tút, người được giới thiệu như một cái dũng sĩ việt mỹ của sư đoàn 304 bắc việt tuy ngạc nhiên anh cũng tỏ ra cởi mở thích thú anh vân cấp gì đại đội trưởng đại đội 1 21 việt động quân đơn vị trực tiếp tấn công Nay à, tôi mới biết sư 304 có từng chạm súng với chúng tôi khu đồi mà C7 các anh chiếm đóng có độ cao 100 m phía tây bắc Huế gần căn cứ Baston. Trước đó nó do một đơn vị của sư đoàn 1 bộ binh miền Nam trấn giữ bị C7 hút gọn còn nguyên liều võng hầm hố. Tôi ngừng móc vào gói thuốc quấn hút, tuất tưởng tôi không nói nữa nên thúc hay lắm kể tiếp chứ sau cái ngày dự cuộc tái chiếm cổ thành đinh công tráng quản trị thành công ngày 15 tháng 9 năm 1972 tiểu đoàn biệt động quân của chúng tôi trở lui nằm cặp theo quốc lộ 1 ở mạng nam sông mỹ chánh được mấy hôm thì trực thăng bốc đơn vị vô núi đại đội 121 do tôi chỉ huy nhận lệnh nhảy xuống phía bắc ngọn đồi C7 các anh đang chiếm khoảng một cây số đường chim bay nhìn bản đồ trực tuyến à, sát rất cam go vì mục tiêu C7 ở trên cao tôi nhắm không thể cho đại đội tấn công ngay buổi chiều có kịp chỉ mòn men tới gần 500 thước đã vậy mà giữa cái anh và biệt động quân chúng tôi là thế đất trũng với con suối ngăn đôi nước dâng cao chảy xiết vì mùa mưa tối tôi đặt một trung đội phục sát dưới chân đồi chuẩn bị đột kích đêm C7 thì bất ngờ các anh đổ xuống đánh trước thật ra trong tâm tâm tôi cố tình trì hoãn chờ sáng hôm sau để vừa thấy rõ mục tiêu vừa dễ xoay trở mới tấn công bằng cấp đại đội với sự yểm trợ của bộ chỉ huy tiểu đoàn 21 chúng tôi đang ở sau lưng nhưng khi mà thay đổi dự tính bỏ cuộc đột kích đêm tôi đã nhận ra sai lầm là tôi vẫn để trung đội ấy nằm dưới thấp không vượt lên cao nơi mõm đồi phía việt rộng lúc ấy các anh vây đánh trung đội gọi máy báo cáo hai người lính chết còn một vị thiếu úy trung đội trưởng thì gãy một tay tôi vội ra lệnh tất cả anh em đùm túm các thứ rút lui ngay chạy lên cái mõm đồi nơi khi rời xa vị trí khoảng 200 trăm mét gọi báo quả đúng tôi cho rót dồn dập đạn cối 60 ly cơ hổ cỡ đại đội 1 lẫn 81 ly từ bộ chỉ huy tiểu đoàn 21 biệt động quân xuống chai địa điểm mà các anh đang tràn ngập bộ đội bình há hốc mồm thế bọn này anh mảnh cả mày bố không nào chết còn có ngày về lại bắt tuất cười chúng tôi vội nhảy tồm xuống suối mẹ nửa đêm lạnh bỏ sừ, Tôi cũng cười theo, chưa có yên. Đơn vị lớn của các anh lại nã và đại bác 130 ly từ Boston tới tấp vào chúng tôi, gây thiệt hại thêm hàng chục người chính tôi cũng xích nữa thì tôi mạng. Mai nhờ anh lính kéo ra khỏi một thân cây gãi ngã đè cứng bên dưới hầm đạn cối, lửa cháy chung quanh. Tuất nhét miệng cười vì pháo chùm chúng tôi rút. Các anh ở thế cao, quân số đông, nhắm mình đại đội tôi khó dứt điểm. Vị tiểu đoàn trưởng điều thêm một đại đội nữa và đích thân ông chỉ huy C7 mới chịu rời khỏi cái ngọn đồi cao 100 mét ấy mà chúng tôi qua các cuộc điện đàm. Thường gọi nó là đội trần hương đạo. Ở miền Nam có tờ giấy bạc 100 đồng in hình Đức Trần Hưng Đạo tôi vừa nói tới đây tuất đứng dậy vỗ vai nghe kể chuyện của anh kể rất là trung thực chúng tôi không có tự ái còn lấy làm vui đó là cái kỷ niệm của chúng mình thời binh lửa san nguy không bao giờ thấy lại nữa nay đã chấm dứt chiến tranh, mọi hận thù phải thuộc về quá khứ. Nhưng mỗi bên đều có những cái lý do chính đáng để không hài lòng. Riêng tôi cũng có điều khó quên. Chắc anh biết chúng ta có chung kẻ thù là bọn đưa đẩy đất nước đến tan nát, đổ vỡ tận gốc từ cá nhân đến xã hội cả hai miền Nam Bắc. Trước khi cáo biệt, xin kể một trường hợp về bản thân tôi. Trong một trận đánh không mấy ác liệt, C7 này bắt sống được một thiếu tá. Ngài giải dao lên trên vì ông bệnh phải khiêng bằng võng đi khoảng nửa đường chúng tôi dừng để ông tiểu thì bất ngờ ông giật súng đánh vào đầu hai anh bộ đội rồi tẩu thoát tôi bị kỷ luật giáng cấp Chuẩn ý xuống thượng sĩ đến hôm nay Chúng tôi thấy quân đội các anh chiến đấu rất giỏi Chỉ vì chủ trương đường lối thế nào ấy Mà các ông lãnh đạo ngoài Bắc bảo không đáp ứng được ý nguyện của nhân dân Nhưng khi vào đây tôi mới biết nhiều điều Đúng như lời bố tôi nói cái ngày tôi lên đường đi B Dứt lời Tuất và các đồng đội lần lượt bắt tay tôi rồi bước ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng dáng của những kẻ đã hơn một lần can trường chạm súng với tôi, những anh hùng trận mạc bỗng nhòa nhạt trước đôi mắt cay cay của người chiến bại. Trường Chính gặp lại kẻ thù sau bữa cơm chiều, tôi đang ngồi dạy sách nhỏ làm toán, thì tiếng động chiếc xe đạp dựng trước hiên nhà, tưởng là các ông nông dân trong xóm đến rủ đi họp. Tôi mở cửa, nhưng chỉ một anh bộ đội lạ mặt, thấy tôi còn ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi hang, người khách đã cất tiếng. Chào ông Vân, ông khỏe không? Dạ, cảm ơn, mời anh vào. Ông Vân đừng ngại nhé, tôi là Nguyễn Văn Đường, đại đội trưởng C7 đóng ở R Chai, nghe bọn Tuất kể về ông trước phục vụ trong binh chủng biệt động, đã chạm súng với đơn vị tôi đâu đấy ngoài quản trị Thừa Thiên, nhân đi công tác, tôi ghé thăm ông cùng gia đình. Thì ra, ông là thủ trưởng của Tuất và Bình C7, tuy không có mang quân hàm, chỉ đeo cái khẩu K54 bên hông và khác hẳn nhiều tên kiêu căng, ngốc nghếch viên sĩ quan này rất khiêm tốn, muốn giao hảo, trông dễ mến. Tôi gác bỏ chính kiến qua một bên để tiếp xúc kẻ đã đôi lần đối đầu với tôi ở một vùng rừng núi Tây Bắc Huế và Quảng Trị mùa đông năm 1972. Tôi nhã nhặn nói, Hân hạnh được biết anh Đường nhân lúc mấy chú bộ đội đến trò chuyện nhắc lại cái kỷ niệm xưa cũ ở chiến trường nóng bỏng miền Trung. Tôi cũng góp ý kiến chơi chứ không hề đặt thành vấn đề gì hết. Đường ngồi xuống tấm phản giữa lưng vào cửa sổ. Không sao, chúng mình là gốc lính, dĩ nhiên thích bàn chuyện lính tôi rất muốn mà chưa có dịp tâm tình cùng các anh sĩ quan tác chiến chế độ cũ tiếc rằng họ đã tập trung cải tạo cả ông vân bị thương năm nào thế tôi bị mềm khi giải tỏa quốc lộ 1 ở quảng ngãi do bên anh đắp mô chặn xe đò hồi tháng 3 năm 1974. Trước đây ông có hành quân quản trị. Có, mùa hè đỏ lửa năm 1972. Sao gọi mùa hè đỏ lửa nhỉ? Vì cái khốc liệt trận chiến quản trị lên cao điểm nhất là vào mùa hè. Cũng tự ấy nó cũng phù hợp với tựa đề quyển sách của một phóng viên thuật lại các trận đánh nảy lửa từ Bình Long, An Lộc đến tỉnh địa đầu miền Nam thời gian đó tôi giữ nhiều nơi đáng kể hai giai đoạn quản trị thất thủ khi quân Bắc Việt công khai vượt vị tuyến 17 ngày 29 tháng 3 năm 1972 tấn công ồ ạ à, và lúc các lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm được cổ thành Đinh Công Tráng giữa tháng 9 cùng năm hai giai đoạn liên đoàn 1 biệt Động Quân chúng tôi phải có mặt tại vùng đất đau thương ấy hết 6 tháng Lịch sử năm 15 năm chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Biến cố quản trị là dây dưa lâu, lâu dài nhất Đôi bên đã đọa sức, thí mạng dành nhau từng tất đất Nên cái mức độ tàn phá rất khủng khiếp, chấn động thế giới Tôi chỉ hiểu chút ít về mặt quân sự như vậy Viên sĩ quan bộ đội vừa rút một điếu tam đảo trong bao ra đốt khúc Vừa gật gật cái đầu Ừ, khiếp đấy Giai đoạn đầu ông Vân đề cập, chúng tôi tiến rất nhanh, chỉ mấy ngày đã sát nít quản trị. Câu nói đó, tôi không nghĩ anh muốn khoe khoang thành tích đại đơn vị anh, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi buộc lòng dông dài như vẽ rõ cái trục tiến rất nhanh của sư đoàn 304 Cộng sản Bắc Việt tới đâu đầu tháng 4 năm 72 sau khi đè bẹp hai bên căn cứ hỏa lực quan trọng của miền Nam phía Tây Quảng Trị Caron thất thủ, Mai Lập thì rút bỏ, Sư đoàn 304 các anh có xe tăng yểm trợ thừa thắng tiến thẳng tấn công cứ điểm Phượng Hoàng do tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến trấn giữ, trước nguy cơ đó bộ chỉ huy tiền phương bảo vệ quản trị đã hẳn đã nhận định nên để phượng hoàng mất thì ái tử căn cứ cuối cùng nằm sát phía tây thị xã dù nơi đây hỏa lực mạnh cách máy cũng sẽ bị bứng kế tiếp nên họ điều động một chi đoàn chiến xa M48 tới giải vây. Kết quả, đơn vị mũ đen đã cứu vãn được tình thế, đánh bật các anh khỏi Phượng Hoàng, bắn trái nhiều chiếc tăng T454, bắt sống một chiếc sau đem về Sài Gòn triển lãm. Đó là lần đầu tiên hai loại chiến xa tối tân T54 của Liên Xô và M48 của Mỹ đọ nhau trên quê hương Việt Nam. Tôi chỉ nhắc đại khái vài sự kiện đã qua cho viên sĩ quan sư đoàn thép Bắc Việt Vì từng dự các trận đánh quản trị nay ngồi đối diện với tôi nghe thôi không đề cập chi tiết tôi nói thẳng anh có vẻ tự ái mặc kém vui và hút thuốc liên tục hết điếu này sang điếu khác khói bay mù mịt đột nhiên đường nghiêm giọng bọn tăng em bốn mươi tám ở đâu đến Chắc anh muốn tìm hiểu cả hai điểm xuất phát và người chỉ huy chi đoàn. Câu hỏi chứng tỏ anh có sự bực tức khi đề cập đến trận xa chiến khốc liệt ấy mà bên anh đã thảm bại tại quản trị ngày 9 tháng 4 năm 1972. Tôi lập lờ đáp, tôi chỉ biết họ ở ngoài Đông Hà. Đường phờ lơ đễnh không để ý câu trả lời. Anh bắt trước tôi hít một hơi thuốc thật dài, rồi vừa ngước mặt, vừa chu miệng phà ra từng loạn khói tròn, vòng nhỏ tỏa xuyên qua giữa vòng lớn. Anh reo lên như trẻ con, này tôi làm được đấy, nó cuồn cuộn trông đẹp mắt. Tôi cười, ừ, nhỏ chung vào lớn dễ thôi, thử ngược lại xem dứt lời tôi lăn xe xuống bếp lấy cớ hâm nước để tránh cái nhìn soi mói từ đôi mắt cứu vọ của tên trung úy bộ đội bắc việt nếu không có thể tôi sơ hở thiếu dè dặt bị hắn gặng hỏi bắt bí thì khó bề giữ được thể diện của người bại trận Nguyễn Văn Đường làm sao mà biết được trận đánh như một huyền thoại chỉ thượng cấp anh mới rõ chiếc ti 54 triển lãm tại tòa đô chính Sài Gòn là do chi đoàn 2 chiến xa M48 thiết đoàn 20 kỵ binh bắt sống tại căn cứ Phượng Hoàng ngày 9 tháng 4 năm 1972 đơn vị dũng cảm này dưới cái sự chỉ huy của đại ý Hà Mai Khuê vị sĩ quan đã du học tại trường thiếp giáp lục quân uh, The United Army Armor School of Fort Knox Kentucky năm 1969 lúc bấy giờ đang nằm án ngữ phía đông nam Đông Hà khoảng vài cây số có lệnh đi tiếp cứu chi đoàn 2 tức tốc gặp cặp dưới quốc lộ 1 chạy một đoạn rồi vòng vào pedro hướng tây lộ trình thật là bi đát đại quý hà mai khuê gặp một tốp lính cọp biển đang rút về căn cứ ái tử trong đó có thiếu tá đỗ hứa tùng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn sáu thủy quân lục chiến và bác sĩ huỳnh văn chỉnh tức ca sĩ trung chỉnh người hùng mũ đen hà mai khuê vội mời tất cả lên xe không phải để tiếp tục quay lui mà hãy cùng nhau trở vào con đường lịch sử rồi trận đánh thư hùng giành lại căn cứ Phượng Hoàng, tưởng dần chỉ có trong phim ảnh đã diễn ra trên đất nước từng làm thế giới kinh ngạc ngưỡng mộ một cuộc chiến thần thánh của dân tộc Việt vào hậu bán thế kỷ 20. Vừa tới gần Phượng Hoàng, thiết giáp mà cùng thủy quân lục chiến mở ngay cuộc phản công. Trước hết, họ bắn cháy mấy chiếc thi năm tư đã lọt bên trong, đang gầm gừ giữa căn cứ. Còn một nút sao thùng cô nét để ló khẩu đại liên trên đỉnh tha pháo tháp trung sĩ nhất Phan Ngọc Tuấn, viên hạ sĩ quan cũng được thủ huấn ở Fort Rock, Hoa Kỳ, phát hiện qua viễn vọng kính của chiến xa M48, anh liền quay nằm súng 90 ly, bắn văng cây đại liên xuống đất, xa đại đội địch hoảng hốt lui ra khỏi xe toán chạy nhưng thải đều gục ngã với hàng trăm tên khác nằm la liệt khi thủy quân lục chiến tràn vào Trung sĩ nhất Phan Ngọc Tuấn cùng kỵ binh Nguyễn Văn On nhận lệnh đại quý Hà Mai Khuê nhảy xuống đến bắt sống chiếc T-59 vừa bị bắn văn khẩu Đại Liên, máy còn nổ, lái về ái tử. Hành động chớp nhoáng của hai chiến sĩ mũ đen làm địch quân khiếp sợ. Lúc đó còn ba chiếc thuộc bộ chỉ huy chiến xa địch lấp ló ngoài tuyến phía Tây, vội bỏ chạy vào hướng thung lũng ba lòng nhưng trời cũng chẳng tha dung tha. Đột nhiên từ trên mây Một trong hai chiếc Sky Rider Lướt xuống đốc mấy loạt bom Diệt hết ba xe tăng cuối cùng Của cộng quân trên đường bom tẩu Sau trận đánh Tái chiếm căn cứ Phượng Hoàng Người ta mới biết viên hoa tiêu anh dũng đó Chính là đại úy Trần Thế Vinh Thuộc phi đoàn 15 À, phi đoàn 518 Sư đoàn 3 không quân miền Nam Sự xuất hiện bất ngờ của Trần Thế Vinh thắp sáng niềm tin giữa vùng trời lửa đạn Đang đen tối nhất nơi tuyến đầu quê mẹ Nhưng thương thay vừa lập chiến công Trần Thế Vinh bị gãy cánh bởi phòng không kẻ thù Anh chết, cái chết tuyệt vời làm đẹp tổ quốc không gian Thêm một vì sao lấp lánh Năm đó, dân chúng thủ đô lũ lượt đi xem triển lãm chiến lợi phẩm, đủ loại vũ khí tối tân do Nga tàu cung cấp cho Bắc Việt. Đặc biệt, chiếc thi năm chính, chẳng ai giải thích vì sao nó thiếu cây đại liên đã từng tàn sát bao nhiêu mạng người chiếc tăng vẫn dáng kiêu ngạo của một thời tung hoành với khẩu đại bác 100 ly còn nguyên vẹn có thể bắn tan cái tòa đô chánh Sài Gòn hay dinh độc lập ngay tức khắc thế mà ít có ai hiểu vì sao nó nằm đây để làm trò lạ mắt thử đồ chơi dù sao cái khối sắc vô tri đem trình trưng bài ấy đánh dấu dấu sự thảm bại của địch quân trong trận xa chiến đầu tiên trên đất nước còn vinh dự được tổng thống Nguyễn Văn Thiệu các cái tướng lãnh ghé mắt nhìn qua chứ những kẻ đã lập nên kỳ công rực rỡ đó lại bị đảng quên tiếp tục đổ máu rồi tuổi hờn mất nước ngày nay dân tộc đau thương xin đừng bảo vì định mệnh cũng đừng nói để lịch sử phán xét ai công ai tội lịch sử là ai là những chứng nhân như anh và tôi trực diện với kẻ thù trong cuộc chiến đã là lịch sử rồi tôi không thể diễn giải hết các lý lẽ dù viên trung úy bộ đội cộng sản đang ngồi đối diện với tôi cũng thừa hiểu tại sao anh chiến thắng người xưa nói lấy nhân nghĩa thắng hung tàn quá đau khổ trước cảnh đổi đời mất nước oan ức một người bạn tức giận nói càng mà tôi nghĩ cũng chẳng sai nhân nghĩa giả phải thua hung thàn thật tôi rót ly nước mời đường và gợi chuyện để tránh tan bầu không khí nặng nề mấy ngày cuối cùng trước lúc quản trị thất thủ đơn vị chúng tôi rất rối ren lo chống trả đến mất ăn mất ngủ lúc ấy ông vân ở hướng nào? Tôi rút một điếu tam đảo của bộ đội tuất cho khi sáng đốt hút hương vị thơm ngon như cáp stan làm đầu óc sái khoái của tôi hít một hơi dài. Tiểu đoàn 21 biệt động quân nằm ở mặt Tây La Vang, phía nam căn cứ Phượng Hoàng, không xa lắm trước kia cá nhân tôi cũng chẳng làm nên tích sự gì một thời với cương vị đại đội phó tôi ngồi chơi xơi nước nhiều hơn không có ý kiến nào sáng kiến nào quân đội ngầm cấm kỵ cấp dưới có ý kiến về sau anh mới tích sự đường đổi lối đổi cách xưng hô vừa nói vừa cười tôi cười theo bổn phận quân đội miền nam là bảo vệ lãnh thổ này cuộc chiến vừa qua nhiệm vụ chúng tôi thủ nhiều hơn là công vả lại không có nhu cầu đại thắng như chủ trương miền bắc dù cấp nhỏ khi lên chỉ huy cấp đại đội tôi phải làm sao giảm thiểu sự thụ động càng tạo nhiều tích sự càng hay để sống còn ngài lính các anh chạy thục mạng vào hướng Huế. Đơn vị tôi đang chiếm một cái cầu ở quốc lộ 1, quận Mai Lĩnh. Chợt nghe Trung Quý Đường nói tới cái cầu quận Mai Lĩnh. Tôi giật mình. Nếu quả vậy thì hai đại đội, tôi và anh ta đã đụng nhau nhiều lần. Chứ không phải chỉ một trong vùng rừng núi Tây Bắc Huế. Để rõ ràng hơn, tôi liền hỏi. Phải cây cầu kế căn cứ bộ chỉ huy chi khu Mai Lĩnh hay không? đường nhìn tôi chăm chăm đúng đấy nhớ rồi có lính rành ri và xe tăng đoạn ông anh ngửa mặt cười kha kha lại có ông vân nữa hả gan nhỉ tôi gan còn anh nhát sao quần giải phóng tấn công dữ dội nhiều mà cửa Việt Đông Hà nhất là phía Tây thị xã Quảng trị chỉ còn duy nhất quốc lộ 1 về hướng nam là con đường sống không để đồng bào di tản vào huế các anh cũng chẳng đánh luôn mà chẳng rất độc tại cái cầu anh vừa đề cập bên tên là bến đá khi quản trị thất thủ toàn quân toàn dân nhôn nhau hỗn độn xe cộ cùng người dồn lại giữa cơn pháo tứ bề hãy tưởng tượng mà anh đã chứng kiến lúc đại đội c 7 anh chặn bích như vậy cả rừng người đa số đồng bào ăn đảng ra làm sao một cái đơn vị biệt động quân biên phòng á, đang tùng thiết một cái chi đội thiết vận xa dẫn đầu đụng hỏa lực các anh nằm phục vụ phục dọc bờ sông bên kia cầu bến đá quá mạnh họ bị bi bốn mươi là cháy mấy chiếc số còn lại vội dạt ra cái phía đông quốc lộ rồi xa lại hết giữa cánh đồng rũng sình khi ấy cái tiểu đoàn 21 biệt động quân của chúng tôi là vàng kéo về phòng thủ căn cứ chi khu mai lĩnh thì tôi nhận được là anh dẫn đại đội buộc phải đánh bức các anh ra khỏi cầu bến đá mở đường máu cho quân quản trị chạy vào huế nghe tôi kể lung tung ẩn ý nêu dẫn tội ác của họ Trung ý đường phờ người Hỏi một câu khỏa lấp vấn đề Sao nơi nào anh cũng có mặt thế Tôi trả lời nửa thật nửa đùa Ở đâu có anh ở đó có tôi Khi giải tỏa cây cầu tôi dàn đại đội Hai bên quốc lộ Bọn mình đã chọn nhau Khoảng một tiếng đồng hồ Thì thấy mìn nổ cầu sập Lúc bị anh công mạnh Tôi rút lui, á à, lại si bảy đã tổn thất rất nặng chết dần còn chín móng sự thiệt hại mà đường thú nhận đã được đơn vị tôi khai thác tại chỗ các Cán binh của anh bị thương nằm la liệt lúc ấy vì cầu gãy tôi xin tôi nghĩ dân chúng và xe cộ không thể vượt qua khúc sông sâu nên vội xin lệnh để dẫn đoàn người dài lê thế đâm bổ ra hướng đông rồi cập bờ biển rẽ về nam hải lăng qua cầu mỹ trắng kính thưa quý vị quý vị vừa nghe hết phần thứ ba truyện dài Tiếng hờn chân mây của cố nhà văn Trần Thi Văn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin mời quý vị đón nghe tiếp phần 4. Tạm biệt.